em quay lại kênh của mình nhé chúc mọi người xem video vui vẻ và nhiều sức khỏe anh em nha thì bữa nay mình làm cái clip này để chia sẻ với lại anh em cũng như là cái cách để mà mình xử lý hồ cá khi mà anh em mới xây hoặc là mới sửa lại anh em mình xử lý như thế nào để khi mà mình thả cá vào nó không có bị nhảy ra nó cá nó không có bị bệnh cũng như là nó bị chết bất thường anh em thì nói chung là khi mà một khi mà anh em đã nuôi cá mà anh em bỏ ra một cái số tiền để mình xây hồ thì chắc chắn là cái đam mê của mình nó rất là nhiều mình mới bỏ được tiền ra để mình làm những cái vấn đề đó thì khi mà xây hồ rồi thì mong muốn của mình là gì mình thả cá vào cá nó khỏe nó bơi hoặc là anh em cho nó ăn nó thân thiện hoặc là không có muốn nó gặp những cái tình trạng giống như là nằm đái hoặc là nó nhát ngừ hoặc là nó bị chết do một cái lý do nào đó mà mình không biết thì thường giống như là anh em mới chơi á thì thường thì lúc nào cũng vậy lúc mới chơi thì chắc chắn sẽ gặp cái tình trạng cá khi mà anh em thả thì nó sẽ không ít thì nhiều một hai con nó sẽ bị chết anh em nha ngay cả bản thân mình ngày xưa lúc mà mình mới nuôi cũng đã từng bị rồi anh em thì sau cái thời gian khi mà mình nuôi cái hồ mini á thì sau này mình sửa hồ lại thì mình nói chung là cũng được một số anh em người ta đi trước á với lại mình cũng tìm hiểu cái cách để mà mình xử lý cái hồ khi mà nó mới anh em mới sửa lại á để cá nó không có bị cái tình trạng bị bệnh bị chết đó, anh em thì như anh em biết rồi giống như hồ mà khi mà anh em xây mới á thì thường là mình gạch nè rồi xi măng nè rồi anh em đi hồ dầu nè rồi anh em đi chống thấm rồi anh em sử dụng sơn đen giống như mình thì tất cả những cái lọ vật liệu này thì cái mùi của nó cũng như là cái chất của nó rất là độc hại thậm chí khi mà mình là lúc trước khi mà mình sửa cái hồ mình lại anh em thì nói chung là chỉ có hai ngày thôi mình sơn rồi mình phụ người ta tô đó nhưng mà hít vô thì mình cũng cảm thấy là mình bị cảm khó thở nó bị sổ mũi luôn anh em thì nó rất là độc nha cho nên là khi mà anh em xây hồ mới á mình phải xử lý À, xử lý có nghĩa là không phải mình nói cái cách của mình là nó một trăm phần trăm nhưng mà nó sẽ hạn chế được 70 80 phần trăm cái tình trạng cá của mình nó bị ngợp khi mà mình thả vô hồ mới anh em thì cái cách xử lý nó cũng đơn giản thôi mình thì mình thường thì cái cách của mình nó đơn giản thôi chứ nó cũng không có cầu kỳ cái này cái của mình hướng dẫn anh em thì ai cũng làm được và vật liệu nó rất là rẻ tiền đó chứ nó không có bao nhiêu tiền nó tầm cỡ chừng hai ba chục ngàn thôi là anh em đã xử lý được cái hộ của mình là mình thả cá được rồi thì cái mình chia sẻ thì cũng giống như những cái trước thôi nó chỉ dành cho hồ mini từ một khối đổ lại và cá nuôi thì nó f 1 hoặc là cá việt anh em nha chứ còn những con cá nó mắc tiền thì có thể là anh em tham khảo những chuyên gia những cái người ở những cái trại lớn hoặc người ta rành về cái vấn đề cá nhật cá đắt tiền rồi đó thì mình xử lý nó sẽ tốt hơn còn cái của mình thì chỉ dành cho những anh em học sinh sinh viên hoặc là những người không có điều kiện mình chơi cho anh em nha thì khi mà anh em xây xong rồi thì giống như khi mà tô khô xong rồi đó anh em thì cái cách đầu cái bước đầu tiên đó là mình sẽ xử lý à, xử lý nước xử lý mùi xi măng đó anh em à, khi mà xong rồi sơn rồi hết rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình ngâm chuối thì ngay trước mình đã làm một cái clip mình hướng dẫn cho anh em rồi nhưng mà bữa nay mình nói lại ha cái cây chuối đó anh em cái cây chuối mà đó anh em về anh em sắt ra sắc nhỏ ra rồi bắt đầu anh em cho nước vô đầy hồ bắt đầu anh em ngâm ngăn lọc rồi anh em cũng ngâm tất cả các cái luôn nha thì anh em ngâm chuối thì bên cạnh ngâm chuối đó thì anh em mua cho mình là thí dụ hồ một khối đi anh em mua cho mình cỡ năm bảy ngàn cái phèn chua anh em nó một cục cũng một cục bự lắm á thì năm bảy ngàn hoặc là mười ngàn cũng được anh em về anh em bỏ vô hồ luôn thì chuối hồ cộng với là phèn chua anh em nếu mà hồ mà xây mới full luôn anh em, em ngâm cho mình tối thiểu nhất là 4 ngày ha tối thiểu nhất là 4 ngày đó anh em ngâm thì sau cái thời gian mà ba bốn ngày đó thì anh em ngâm á, thì anh em sẽ thấy là cái bợ, cái những cái bợn mà trắng trắng anh em nó giống như cái kiểu giống như là cái cái vôi gì đó nó, 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 cái kiểu giống như là vôi xương tường mình đó nó động lại dưới rất là nhiều nhưng mà anh em đưa tay xuống thì nó sẽ hòa tan vô nước á thì cái đó là cái phèn chua với là cái chuối hộp á nó làm nó sẽ khử cái mùi của xi măng á anh em thì khi mà anh em ngâm sau 4 ngày rồi thì anh em ra anh em thay nước thay nước sạch hết rồi bắt đầu là anh em cho nước mới vô thì lúc này là anh em sẽ thấy được cái cái mùi sơn nè, mùi sơn đen nếu mà anh em sơn đen giống như mình á, cái mùi sơn nè, rồi cái chống thấm nè với lại cái xi măng nó sẽ bán mùi đi rất là nhiều. Nó 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 không còn hôi giống như lúc đầu nữa. Đó, nhưng mà lúc này là anh em cũng chưa thả cá được nha, mình cần phải xử lý thêm hai bước nữa rồi mình thả cá vô thì nó mới gọi là tương đối thôi chứ nó cũng chưa được gọi là hoàn chỉnh. Cái bước tiếp theo đó là gì? Thì khi mà mình lấy chuối, mình thay hước hết ra rồi thì anh em bắt đầu chăm nước mới vô. Thì chăm nước mới vô thì như những cái lần trước, mình có hướng dẫn anh em cái cách mà điều trị bệnh thúi thịt cho con cá coi với lại là mà bệnh lỡ mình đó anh em. Với lại là mình khi mà mình xử lý cá mới á, thì có nhiều với lại là gần đây nhất, cái clip gần đây nhất là mình hướng dẫn anh em cái cách mà trị cá nó bị rận nước với lại trùng mã neo á. Khi mình xử lý xong mình tắm tím á, thì bắt đầu là mình sẽ tiến hành mình đánh tím đánh tím có nghĩa là mình sẽ đông điếm làm sao mà tầm kể tầm 2 gam thôi trên một khối có nghĩa là 2 gam tím trên một khối nước rồi bắt đầu anh em chạy lọc tại vì sao mà khi mà xử lý chuối hộp với lại phèn ủa, cây chuối với lại là 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 phèn chua xong rồi mà mình phải sử dụng cái tím này tại vì thường là khi mà cái hồ mới anh em mới xây á thường nó sẽ có những cái ký sinh và nó có những cái mầm bệnh ở đâu đó nó trong cái hồ của mình mà nếu mà mình xử lý không được á để là khi mình thả cá vô nhiều khi cái lọc mình nó mới á, anh em hệ vi sinh nó chưa phát triển được á thì cá nó dễ bị cái tình trạng bị bệnh thì tốt nhất là mình sẽ xử lý những cái mầm bệnh này luôn đó cho nên là anh em đánh tím cho mình là 2 gram trên một khối rồi bắt đầu anh em chạy lọc cho mình tầm 1 đến 2 ngày nha thì quay lại cái vấn đề thuốc tím một tí xíu thì cái clip gần nhất mình hướng dẫn cho anh em trị rận nước như là trùng mỏ neo thì mình nói là một lần nữa cái thuốc tím nó không phải là đặc trị trùng mỏ neo và rận nước mà khi anh em xử lý cái rận nước và trùng mỏ neo rồi thì anh em đánh tím cái hồ anh em để nó xử lý những cái vi sinh ký sinh những cái ký sinh những cái mầm bệnh nó còn trong hồ anh em chứ nó không phải là đặc trị rận nước hay là trùng mỏ neo anh em nha thì cho nên là có nhiều anh em khi mà xem clip của mình thì hiểu lầm nó là mình nói là nó trị nhưng mà nó là nó xử lý những cái mầm bệnh những ký sinh có nghĩa là những cái li ti thôi còn rặn nước thì nó sẽ có thuốc trị riêng của nó Trùng bỏ neo nó có cái thuốc trị riêng của nó Nhưng mà thuốc tím nó sẽ xử lý những cái ký sinh Những cái mầm bệnh Giống như những cái nấm đâu hay là cái gì đó nó đang có dấu hiệu Thì cái thuốc tím cái hiệu quả nó rất là tốt anh em nha Thì quay lại cái vấn đề tránh của mình Đó là khi mà anh em đánh tím 2 gram trên một khối nước Rồi bắt đầu anh em chạy lọc cho mình tối thiểu là một ngày đó, nói chung là anh em không có thời gian hoặc anh em muốn gấp gáp thì tối thiểu nhất là cũng phải một ngày chạy lọc đồ luôn để nó qua đi những cái lọc vật liệu lọc nó qua đi những cái hồ chánh những cái ngăn lọc để nó xử lý những cái mầm bệnh nếu như nó còn động lại trong hồ mình anh em nha thì khi mà anh em chạy sau một hai ngày gì đó thuốc tím rồi thì bắt đầu lúc này anh em sẽ thay hết tất cả những cái nước này ra và cái bước tiếp theo đó là anh em cho nước mới vào thì lúc này khi mà anh em nước mới vào anh em ngửi thì anh em sẽ thấy là cái mùi của xi măng với mùi của sơ của cái sơn lin màu đen của mình à nếu mà anh em sử dụng lin cốp ba đó <laughs> nên cô tới ba giống như mình á thì nó cái mùi nó sẽ không còn nữa cái mùi nó sẽ không còn nữa thì lúc này anh em cho nước muối vào thì anh em cũng khoan thả cá là anh em cho nước muối vào nếu mà hồ anh em mà hai khối anh em cho vô cho mình tầm hai ba ký muối ha hai ba ký muối rồi bắt đầu anh em chạy lọc anh em chạy lọc cho mình cỡ mấy tiếng mà nếu mà tốt nhất luôn anh em nên chạy lọc một, một ngày đi anh em chạy lọc một ngày rồi xong sau một ngày rồi đó bắt đầu anh em thay cho mình 50% phần trăm nước ha thì khi mà tím đánh tím xong nè mà nói lại nè anh em đầu tiên là anh em ngâm cây chuối với lại là phèn chua sau tối thiểu là 4 ngày xong rồi anh em thay hết tất cả những các cái nước rồi bắt đầu anh em chăm nước mới vào anh em đánh tím 2 gam trên một khối rồi anh em chạy lọc cho mình tối thiểu là một ngày có nghĩa là từ một ngày trở lên đó anh em chạy hai ba ngày cũng được xong rồi anh em thay hết cái nước đó rồi bắt đầu anh em chăm nước mới vào rồi anh em cho muối hộp vô cho mình là hai ba kg gì trên một khối rồi bắt đầu anh em chạy lọc cho mình tối thiểu nhất là 60 sáu bảy tiếng gì đó hoặc là anh em chạy nói chung là một ngày luôn đi đó xong rồi chạy xong một ngày rồi bắt đầu anh em thay 50 phần trăm nước thay 50 phần trăm nước rồi bắt đầu anh em chăm mua chăm nước 150 phần trăm nước vô nhưng mà lúc này anh em không chăm muối nữa tại vì cái lưu lượng muối trong 50 phần trăm nước còn lại nó còn rồi bắt đầu anh em chạy lọc thêm hai ba tiếng gì đó rồi bắt đầu anh em thả cá thì cái quy trình mà anh em thả cá đó là anh em clip trước mình cũng có làm một cái clip để hướng dẫn anh em rồi cá mua về hoặc là từ trong hồ kiến anh em thảo vào hồ này thì cái môi trường tất cả các cái nhiệt độ nó cũng khác cho nên là tốt nhất là anh em nên ngâm cá trong cái bịch hay là thao gì đó anh em ngâm cỡ tầm nửa tiếng để cho nó quen với lại cái nhiệt độ xong rồi là mà lúc này là anh em tiến hành anh em tắm tím đó anh em tắm tím tắm tím để anh chi để đi lỡ nhiều khi trong quá trình mấy ngày hoặc là cá mới bắt về anh em nhiều khi nó có những cái mầm bệnh rồi này kia tắm tím để nó diệt đi những cái ký sinh những cái ký sinh mà nếu mà có nên cá nó sẽ diệt luôn để nó không có xâm nhập vô trong cái hồ mình rồi bắt đầu anh em tiến hành anh em thả cá đó thì cũng đơn giản vậy thôi cũng chỉ bốn bước như vậy thôi thì lúc này anh em thả cá rồi thì nó sẽ hạn chế cho mình được trên 80-90% cái tình trạng mà cá nó chết bất thường đó thì ngày trước khi mà mình sửa lại hồ thì mình cũng làm theo cái cách này và cá của mình nó không có bị chết cũng như là nó không có bị bệnh đến thời điểm hiện tại này luôn anh em nha. Còn trước khi mà mình sửa lại hồ mà hồ mà mới lúc trước khi mà mình à, cái hồ này là của ông cậu cũng để lại đó thì cho nên là lúc trước đó, là khi mà mới thả cá nó bị cái tình trạng chết cũng bất thường lắm, mình cũng không hiểu nguyên nhân. Nhưng mà sau này khi mà mình sửa lại cái hồ thì mình xử lý theo bốn cái bước này thì cá mà nó không có chết cũng như là nó hạn chế cái tình trạng bệnh đó anh em. Thì bên cạnh đó là cái lòng của anh em cũng phải tốt nữa nha anh em nha. Còn khi mà cá của anh em mà cá mới về á Mà nếu mà anh em thấy thả 5-6 ngày mà tự nhiên nó chết bất thường Anh em cần xem lại Có thể là anh em xử lý bước đầu chưa tốt Hoặc cũng có thể là do cái bộ lọc của anh em á Thì cũng đó là tùy thôi Ví dụ lo do bộ lọc thì mình chỉnh là cái lọc còn nếu mà do mình xử lý mà cái 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 hồ mới mà những cái bước cơ bản cái mà mình nói đây là những bước cơ bản đó nha còn nhiều khi những anh mà người ta chuyên gia về trong cái đề cá thì nhiều khi xử lý theo những cái khác nữa còn ở đây mình đang nói những cái cách cơ bản dành cho những anh em mình học sinh sinh viên hoặc là những người không có điều kiện chơi thôi thì tầm cái chừng hai ba chục ngàn là anh em đã xử lý được một cái hồ nó tương đối cơ bản để mình thả cá anh em nha thì bữa nay nó, nói chung là mình làm cái clip này để chia sẻ với lại anh em cái cách để mà mình xử lý cái hồ mới xây để cá nó hạn chế cái tình trạng chết bất thường anh em thì nếu mà anh em nào đang có dự định xây hồ hoặc là anh em nào đang xây hồ thì à, nếu mà muốn biết xử lý hồ như thế nào thì anh em có thể tham khảo video của mình nha thì mong rằng video của mình chia sẻ nó sẽ giúp ích được một phần nào đó cho anh em trong cái vấn đề xử lý hồ mới anh em nha thì nếu mà anh em xử lý theo cái cách của mình thấy cá thả khỏe nó không có bị tình trạng chết bất thường nó không có bị bệnh thì nếu mà anh em thấy những cái mình chia sẻ nó hữu ích thì anh em nhớ nhấn like share đăng ký kênh và ủng hộ mình anh em nhé cảm ơn anh em rất là nhiều nhé chúc mọi người xem video vui vẻ nhé